Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để khử ám vàng trong một bức ảnh. Nghe thì rất là bình thường đúng không? Thì bởi vì khử ám vàng cho ảnh thì người ta dùng Lightroom và Photoshop, người ta hướng dẫn rất là nhiều rồi. Thì nếu mà ở Lightroom thì mình cũng đã hướng dẫn cách rất là nhanh. Thì các bạn có thể xem lại bài hướng dẫn đấy ở đường link bên trên tay phải này. Thế còn ở trong Photoshop này thì đúng là cũng có rất nhiều các bài hướng dẫn khử ám vàng rồi. Nhưng mà hầu hết là những bài hướng dẫn đó đều dùng camera raw và thêm một số thao tác nó cũng hơi phức tạp một chút. Thì ở cái bài hướng dẫn này thì mình không cần dùng đến camera raw và mình chỉ sử dụng duy nhất một cái công cụ thôi. Và trong một nốt nhạc, bức ảnh của các bạn sẽ được khử hoàn toàn màu ám vàng. Bây giờ hãy cùng bắt đầu nhé. Như các bạn đã thấy thì mình có một cái bức stock rất là đẹp đây. Tuy nhiên là mình thấy cái màu da này, màu áo này và màu của con đường này nó như là đang hòa với nhau và nó bị ám một cái lớp màu vàng nhờ ấy. Đấy, thì nó sẽ làm chủ thể nó không được nổi bật lắm. Thì bây giờ mình sẽ thử khử ám vàng cho bức ảnh này nhé. Đầu tiên các bạn sẽ vào kích cho mình vào mục Image, tiếp đến là Adjustment và Mask Color. Đó. Thì ở trong cái bảng này các bạn chỉ việc click đúng cho mình một phát vào đây Naturalize thì ngay lập tức cái bức ảnh của các bạn nó sẽ khử cái màu ám vàng, bức ảnh nó trở nên rất là trong hơn, nó không bị nhờ như lúc nãy nữa. Thì cái công cụ Naturalize này ấy, thì thực ra cái công dụng chính của nó ấy, chính là để đưa cái màu sắc của cái bức ảnh này về gần với cái màu thực ở trong đời sống nhất. Đấy, cái công dụng của nó là như thế. Thì nhưng mà sau một thời gian sử dụng thì mình thấy là cái công cụ này nó hoạt động rất tốt để khử khi mà mình khử những cái màu ám vàng đi. Chính vì vậy mình đã quyết định giới thiệu với các bạn cái công cụ này. Thì ok, mình nhấn ok nhé. Ok, vậy là xong. Đấy, công cụ rất là đơn giản. Tuy nhiên là vừa nãy thì cũng là vài cái thao tác rồi chứ đâu phải là trong một nốt nhạc đâu đúng không? Thì mình sẽ chỉ cho các bạn thêm cái cách rất là nhanh. Đấy, mình thử Ctrl Z lại nhé. Thực ra thì cái cách tiếp theo thì vẫn là cái cách cũ thôi, nhưng mà mình sẽ đẩy nhanh các cái thao tác lên hết mức có thể. Và để làm được điều đấy thì mình sẽ phải sử dụng Action. Đấy, bây giờ các bạn sẽ bật cho mình phím là Alt F9 lên. Đấy, bảng Action hiện ra. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái Action để thao tác lại các bước vừa xong một cách nhanh nhất có thể nhé. Đầu tiên các bạn click vào dấu cộng cho mình này. Đấy, bây giờ mình sẽ đặt tên, có thể lấy tên là khử ám vàng chẳng hạn. Function key các bạn có thể ấn là tùy, như ví dụ mình chọn F9 này, Shift F9 chẳng hạn. Rồi, màu cho màu đỏ đi, ấn Record. Rồi bây giờ cái bước tiếp theo mà các bạn phải làm là làm lại y hệt những cái bước như lúc nãy mình vừa làm. Đầu tiên này là Image, Adjustment, Match Color, click on Naturalize. Lúc nãy mình quên không nói với các bạn thì ngoài cái Naturalize này các bạn có thể chú ý với thanh Fade này. Thì đây là cái cường độ hiệu ứng của cái hiệu ứng Naturalize này áp lên bức ảnh. Đấy, nếu mà các bạn muốn giữ lại một chút màu vàng thì các bạn có thể kéo trả lại một chút. Đấy, để lấy lại một chút màu vàng. Nhưng ở đây thì mình không cần, mình cứ giữ nguyên như thế này. Ấn OK. Rồi, sau đó thì các bạn ấn vào dấu hình vuông này để dừng cái action này lại. Và bây giờ các bạn đã có một cái action tên là khử ám vàng, phím tắt là Shift F9. Bây giờ mình sẽ thử sang cái bảng khác nhé. Này, Shift F9 này. Đấy, rất nhanh đúng không? Chỉ trong một nốt nhạc, đấy, bức ảnh đã được khử đi cái màu ám vàng, bức ảnh trở nên rất là trong. Tiếp đến là mình sẽ thử bức ảnh này, đấy, Shift F9 này, đấy, rất là nhanh đúng không? Nhưng mà các bạn có thể thấy là với những cái bức ảnh mà nó bị ám vàng càng nặng thì kết quả sau khi dùng cái Naturalize đấy thì nó sẽ trả về cái màu hơi xanh một chút. Thì mình thử Ctrl Z lại nhé. Thì với cái cách thủ công lúc nãy ấy, mà mình giới thiệu cho các bạn ấy, nếu mà các bạn làm thủ công bằng tay này, các bạn ấn Naturalize này, thì nếu mà thấy xanh quá các bạn có thể
trả về một chút màu vàng ở đây. Đấy, thì kết quả sẽ rất là đẹp. Thế nhưng mà khi mà các bạn đã set cái action rồi thì không thể làm được điều đấy nữa. Chính vì vậy mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một cái phím tắt nữa rất là lợi hại. Đấy, đó chính là sau khi mà các bạn ấn Shift F9 này. Rồi. Nếu mà các bạn thấy xanh quá, các bạn có thể ấn cho mình phím là Ctrl Shift F. Đấy, nó hiện ra một cái bảng Fade này. Thì nó cũng có tác dụng tương tự như cái Fade ở trong cái bảng Neutralize đấy. Thì các bạn có thể giảm đi, giảm cái cường độ đi. Đấy, ok. Đấy, thế là chỉ với một hoặc là hai phím tắt thì các bạn có thể khử ám vàng cho bức ảnh rất là nhanh. Nên mình sẽ thử thêm một số bức ảnh đấy nhá. Ví dụ này, Shift F9 này. Rồi, các bạn thấy nó hơi xanh một chút đúng không? Ctrl Shift F nhả về một chút. Đấy, màu rất đẹp luôn này. Đấy, rất tự nhiên. Tiếp tục Shift F9 này. Đấy, màu cũng hơi xanh một chút. Tiếp tục là Ctrl Shift F nhả về một chút. Đấy, đấy là với những cái bức ảnh mà màu vàng nó ám nhiều quá đây nha các bạn nhìn đây, màu vàng ám như thế này thì để khử vàng thì các bạn mới cần sử dụng cái thêm bước thứ hai. Thế còn với những bức ảnh mà ám màu nhẹ nhẹ thì chỉ cần một phím tắt là các bạn đã có thể có được cái bức ảnh mà như mong muốn rồi. Rồi, vậy là cái bài hướng dẫn khử ám vàng cho ảnh bằng Photoshop thì đây là kết thúc rồi. Thì mong rằng là cái bài hướng dẫn này sẽ giúp ích được cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. À, đừng quên là hãy ấn like và subscribe để động viên cho mình ra những cái video hay hơn nữa nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.